quên chưa? Huế sang Đông, Huế buồn trong mưa, như mắt xưa chiều ao tìm dâng ăn nên bước đi ngoài. Màu mắt Huế buồn rưng rưng khiến cho anh suốt đời không quên. Ơi mắt thơ đẹp ai oán mà phong ba vẫn luôn đón chờ. Tàn mùa đông trên bến sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi. Chiều mây tím sóng mặt sâu, xa dưới mưa tiếng vòng đỏ đưa. Đò xa bên người xa nhau, khói sương bay giữa hồn thương đau. Ơi Huế ơi tìm đâu nữa, ngày đôi ta đắm say gần nhau. Giờ thôi đã chìm trong mơ, Huế nên thơ bỗng buồn bơ vơ. Ôi mắt xưa còn đâu nữa, còn trong ta rưng rưng nỗi buồn. Ôi mắt xưa còn đâu nữa, còn trong ta rưng rưng nỗi buồn. Các vũ công thân mến, trong chương trình Dance Sport các bạn có nhảy điệu ballad chưa? Chưa bao giờ, vậy mà nhảy được nhiêu đây? Giỏi, chúc mừng em, ba người ngồi 17 điểm. Không, nhưng Vũ nghĩ là bạn này có một cái sự thần tượng dành cho Quang Lê. Quang Lê. À, em hát cái style của em giống anh Quang Lê lắm luôn á. Nhưng mà không sao, em trẻ hơn anh Lê. Nên là em đẹp hơn nữa. Em ốm hơn nữa. Em ốm hơn nữa. Rồi, đó. Không, em cũng có triển vọng lắm đó. Triển vọng. Không, hồi anh Lê đi hát cũng ốm như em vậy đó. Nhưng mà tới tuổi thì nó cũng tròn. Không sao, chuyện đó chuyện nhỏ. Cũng được, tương lai của em đã được nhưng mà trước rồi em ơi. Nhưng mà em chị thấy là em hát giọng Huế hay, ngọt ngào. À, giám khảo Phi Nhung cũng đã khen về phần trình diễn của Bảo. Và Bảo cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ, còn Quang Quỳnh thấy sao ạ? Cái lần trước em hát cái bài kia anh thích hơn. Từ đợt này thì có vẻ em hát em tập trung quá, thành thử đôi khi em những cái lên luyến lái em không có được tròn trịa cho lắm. Dương Triệu Vũ, nói chung em làm tròn trịa nhưng mà nó thiếu cái chiều sâu ở trong đó. Chiều sâu. Nhưng mà em nhìn rất là dễ thương. Xin cảm ơn và một tràng pháo tay cho thầy. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Chúng ta cùng đến với kết quả từ ban nhạc Quyền Năng. Đây sẽ là số điểm của họ. Hải Phượng, xin mời chia sẻ cảm xúc của mình với thí sinh Quân Bảo ạ. Tôi rất thích cái giọng của bạn. Giọng bạn hát bài này rất là ngọt ngào. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là bạn đã chọn một cái bài nó không có cái điểm nhấn để mà khoe giọng, cũng như là không có những cái đặc biệt để mà người ta có thể nhớ đến mình. Tôi hy vọng là nếu mà bạn vào trong thì bạn sẽ chọn những bài nào vừa phù hợp chất giọng của mình mà vừa tạo những cái điểm nhấn để cho người ta có thể cùng cuốn hút theo cái tình cảm của bạn. Xin mời anh Phong. Liên lấy cũng được, nhưng mà có đôi chỗ nó hơi chênh chút xíu. Và cái đoạn B á, không có cao trào gì chứ. Đáng lẽ đoạn B phải đẩy lên cho cuốn người ta, lôi người ta đi. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị đến với kết quả tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc. 73 điểm cộng với 17 điểm, như vậy bạn tròn là 90 điểm. Dạ, xin cảm ơn ban nhạc. Xin cảm ơn Quân Bảo đã đến với chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay khi mà nhận được 90 điểm từ các thành viên ban nhạc và các vũ công thì thật sự thì Bảo cũng cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà Bảo nghĩ thì nó cũng đành phải chấp nhận, bởi vì nó đánh giá đúng cái phần trình diễn ngày hôm nay của Bảo. Bởi vì thật sự là mình chưa được hài lòng lắm. Các vũ công thân mến, hãy chuẩn bị tinh thần và dành những tràng pháo tay nồng nhiệt. Mời mọi người chào đón thí sinh tiếp theo.
rồi ta sẽ bước trôi vơi. Khi người khuất xa chân trời sẽ hấp hối trong đêm mù khơi, sẽ thấy bóng tôi với từng nỗi đau xanh ngời. Sao vắng rồi những khi bên trên đường về em thương nhớ anh âm thầm, nhớ bao hẹn thề xưa em ơi, nhưng chưa hề tình dâng lên đắm say vô bờ. Em nói bằng tiếng thơ mong chờ, tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tới vời, nhớ bao ngọt ngào ta vun rơi. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng, tan nát rồi những khi hương nồng, rồi ta sẽ bước trôi vơi. Khi người khuất xa chân trời ơi. Em thấy không, cái bài chậm mà nâng lên như bài samba vậy đó. Có hai người cho biết lý do tại sao mình dừng lại trong cái bài đường xưa rất là trữ tình lãng mạn này ạ. Cái bài của bạn này thì ca rất là hay, nhưng mà cái điệu này xì lô cũng không xì lô, nhiều khi những lúc câu chào em rất là khó nhảy nên tụi em bỏ đi vô. Tại vì khó nhảy em ơi, chứ không phải em hát dở. Cũng mừng ha. Kết quả từ giọng hát như trai có thuyết phục được văn nhạc quyền năng hay không? Hãy xem đây! Trời ơi, không tin được có hai con mười trong bảng điểm. Em ơi, em là thí sinh đầu tiên có đến hai điểm. Mười! Trời ơi, tự nhiên quay lại thấy 9 điểm, 10 điểm. Em muốn xỉu luôn. Tại vì không thể nào tin vào mắt mình được. Nhưng mà nói chung là vui quá! Anh Quang Trung, tối hôm nay đó, với giọng ca của em rất khỏe và em lựa rất đúng bài, em đã thuyết phục được anh. Rất là chúc mừng được em. Sắp khóc rồi đó. Sắp khóc rồi. Thuyết phục được anh rồi. Anh Phong, trưởng hội ít thao vào gội đầu. Hôm nay em thể hiện cái bài này rất là tốt, tức là có cái sự lôi cuốn và cái giọng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà anh cũng nhắc em là có những cái đoạn cần phải bỏ nhỏ thêm một chút xíu nữa. Cho em điểm 10 để giống như là động viên em. Cảm ơn anh ạ. Hãy xem tổng số điểm của ban nhạc.
31 điểm. Cộng với Vũ Công đã tạo nên số điểm dẫn đầu 99 điểm. Cảm ơn ban nhạc nhiều. Ba cái khuôn mặt dưới kìa, mắt sáng rực như sao băng kìa. Em thì em lại thích cô bé này ở chỗ là cái mái tóc của em thả làm quyến rũ lắm. Ngồi ở dưới đây khán giả mà nhìn em rất là quyến rũ, chị rất là thích. Bài Đường Xưa là một bài mà Vũ rất là thích. Đã từng hai nữ ca sĩ rất lẫy lừng cũng hát rồi, tức là chị Bảo Yến và chị Mỹ Tâm, cả hai người đều hát cái bản phối này. Và hôm nay là em hát, em không có giống Mỹ Tâm hay là cũng không có giống chị Bảo Yến, cho nên đó là một cái hay của em. Nhưng mà ở trong cái bài có cái đoạn mà cái đoạn vang đó, và nó sẽ thấy thấp thoáng, thì em không cần phải hát to như vậy, em cứ hát nhẹ nhàng mà nó chắc nhịp. Yeah. Em hát cho nó nhỏ lại thế thôi. Yeah. Bỏ tay đi quý vị. Yeah. Rồi em sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dần. Đó đó, cái đó em không cần phải, không phải mạnh dữ vậy. Mỗi một người nó có một, cái kiểu riêng, cột hơi và có một cái điểm vang á, cho nên thôi giữ cái điểm vang của em rồi sau em từ từ em luyện nha. Chúc mừng em. Yeah. Thưa quý vị, hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo. You're my heart. Wow, thưa quý vị, ca sĩ Y Thanh, một phiên bản rất là mới của một bài hát rất nổi tiếng của một nhóm nhạc mà có lẽ không ai là không nhớ đến, Modern Talking. Hôm nay mình chỉ có một mình em làm hết luôn, giọng chính và giọng cao luôn. 20 thành viên đã say đắm với phần trình diễn của em. Chúc mừng 20 điểm từ Vũ Công.
Bây giờ chúng ta hãy cùng xem kết quả từ ban nhạc Quyền Năng. Kha đánh giá rất cao cái sự thay đổi của Y Thanh từ vòng ngoài tới vòng trong, thay đổi hoàn toàn. Thì đó là điểm anh cho Thanh rất là ngày hôm nay. 9 điểm. 9 điểm. Theo ý tôi thì bạn làm rất ổn. Ca khúc này chị Thanh muốn đem đến một sự bất ngờ cho khán giả và cũng như là ban giám khảo và ban nhạc. Cho nên Thanh xử lý một cách rất là khác với bình thường Thanh thường hát ca khúc này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. 71 điểm cộng với 20 điểm của các vũ công, tổng số điểm của bạn sẽ là Y Thanh 91 điểm. Các giám khảo thương yêu, em thấy tuyệt vời, đẹp lắm luôn, giọng quá đẹp, tôi thích quá trời luôn, không có gì để nói hết á. Để mà hát giả Thanh như vậy mà không có một cái gì đẹp ngoài trừ cái dàn string á thì nó rất là khó luôn. Em hồi hộp, em ngồi đợi anh bị trên phô để em chê thôi đó. Nhưng mà anh không có trên phô cái gì hết. Dạ, cứ như ơi, vậy mà tiếp tục nha, chúc mừng bạn. Nếu như có một cơ hội để làm lại nữa, Thanh vẫn sẽ mạo hiểm nó và sẽ làm tốt hơn dựa theo những ý kiến xây dựng của ban nhạc. Bây giờ em là biên đạo múa, em phải biên đạo từ đây vô đó bằng một điệu nhảy mà mọi người chưa bao giờ thấy. Biết đâu kiếm được điểm 10 cho phim nhân. Ban nhạc 5, 4, 3, 2, 1. Đổi cách liền, đổi qua cái khác liền. Đó, đó. Ừ. Xoẹt chân ra bay vô. Ôi, người ta thành công, người ta vui vậy đó. Thưa quý vị, hãy tiếp tục chia sẻ niềm vui với thí sinh tiếp theo. Mây bay qua, ánh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la. Nghe xa xa mấy câu hát vẻ vọng từ đầu thôn đưa về. Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, biết yêu lúa màu sắc cuộc đời cơ cầu, gái trai biết làm tròn lời thề khi ban đầu. Đêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh, theo dư âm tiếng du quyến tròn trừng buộc vào mối duyên này. Thương cho nhau nắng mưa cây cây ngoài ruộng đồng nông sâu, sớm hôm tươi trông nào quản đời dãi dầu, vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu. Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trắng gió hiền, đây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa em đường, thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, nhọc nhằn càng thấy say quen dân vui đón mùa về trao hương. Đêm hôm nay ánh trăng thắm màu càng đẹp người vai xanh, trăng thanh ơi chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình, yêu thương nhau góp tay ra đều đều gạo mình máu trắng, sớm mang gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành, bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành. Cảm ơn Khánh Hoàng, có lẽ bài hát này nhiều thế hệ đã rất là yêu mến và hôm nay có dịp nghe lại. Chúc mừng 20 điểm từ các vũ công. Kết quả từ ban nhạc Quyền Năng, hãy cho xem kết quả các số điểm. 3, 2, 1.
1889. Ôi. Bây giờ chúng ta thử nghe một chia sẻ từ các thành viên ban nhạc. Xin mời Minh Khang. Giọng truyền cảm, giọng mũi đặc trưng là trời phú cho em rồi. Em chỉ cần một chút xíu tình cảm vô trong đó nữa. Chúc mừng em. Vì bài hát này có tiết tấu khá là nhanh cho nên là nhiều khi cái sự luyến láy của mình nó sẽ bị lướt qua. Mặc dù là mình cũng đã dành rất là nhiều tình cảm khi hát ca khúc này, nhưng mà có lẽ rằng là mỗi người sẽ có một sự cảm nhận khác nhau. Xin mời Hải Phượng ạ. Phượng thấy là giọng bạn xử lý rất là tròn trịa. Chỉ có điều là bởi vì nó quá nhanh cho nên đôi khi là mình chưa có thấy nhiều cái tình cảm mà thấy nhiều cái kỹ thuật hơn. Tôi hy vọng rằng là bạn sẽ có thể chinh phục chúng tôi bằng tiếng hát xuất phát từ trái tim của bạn. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng, tổng số điểm là 75 điểm, cộng với 20 điểm, em đã có 95 điểm, đứng nhì bảng. Wow! Ban giám khảo có hài lòng với tiết mục vừa rồi chăng? Hôm nay khi mà em hát cái bài này anh cảm thấy là rất là ngọt ngào. Nhưng mà dĩ nhiên là vì cái tiết tấu nó hơi nhanh cho nên những cái luyến láy của mình nó bị hơi chụp giật chút xíu. Nhưng mà nếu như cái này mà nó chậm hơn chút xíu thì có lẽ điểm em sẽ cao hơn nhiều. Nhưng mà cái giọng em là một cái giọng hát rất chắc và rất bắt mic. Cái đó là em phải chúc mừng em. Hôm nay chị thấy em giỏi từ cái phong cách mặc đồ, tóc tai, cái gì cũng đẹp hết. Coi như là bài hát của em bỏ thêm một chút xíu đường cho nữa là coi như là hoàn hảo luôn, tuyệt vời đối với chị luôn. Cái phong cách của em đã cho thấy là em được cái số điểm cao rồi. Tại vì đó là một cái sự em tôn trọng khán giả cũng như tôn trọng ban nhạc, ban giám khảo. Cộng thêm cái giọng hát thì là tuyệt vời. Là rất là hạnh phúc bởi vì là mình luôn nghĩ rằng là bước lên sân khấu là phải tôn trọng khán giả, phải đẹp là điều đầu tiên. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh, cảm ơn ban nhạc. Thưa quý vị, và bây giờ là một thí sinh nam sẽ tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay, nam thí sinh Vi Thiện. Tình yêu đó thêm một chút mơ mộng. Đừng tìm nhau nữa nhé em, để ta được thấy vẫn còn nhớ em nhiều. Đời ta phiêu lãng đã lâu và nhìn tình yêu như là những mây trời nhẹ nhàng bay theo cánh chim rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Yêu em, ta đã quên ngày tháng trôi mau. Yêu em, ta đã quên ngày tháng đi hoang. Và khi em cách xa, lòng ta ấm u như cây đã tàn, lá đã khô. Còn buồn chi nữa hỡi em, yêu đôi ta nay đã hết thật rồi. Ngồi im trong giấc mơ để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Lệ còn vương mắt ai làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em có mãi trách than, ta xin từ đây đành cách xa người. Dù em có mãi trách than, ta xin từ đây đành cách xa người. Quên đi tình yêu cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, một bài hát mà chắc có lẽ những người nào có một thời lãng mạn thì không thể không nhớ đến bài hát này.
Thưa quý vị, chúng tôi thấy có 3 thành viên. Các bạn đã không nhảy tiếp, xin mời cho biết lý do. Ở cái những cái nốt thấp á, bạn đó hát em không có nghe được rõ lời. Cảm giác giống như là bạn nó quên những cái lời đó, nên là em không thích. Cảm ơn em. Thí sinh này được bao nhiêu điểm từ các vũ công? Dạ, 17 điểm. Chính xác, chúc mừng em. Em ơi, bây giờ mình xem điểm của ban nhạc. Mời Hoàng Bách. Anh nghĩ là hôm nay anh chọn sai bài rồi. Những cái nốt trầm của em là bị mờ. Và những nốt cao thì em đang hơi với. Hát thì nó cần lẳng lơ một tí. Và em đang bị cứng quá. Em đang bơi theo cái bài. Và anh nghĩ là em chọn sai bài, chứ giọng em thì không có phải là tệ. Bạn hát thì là một người trả bài, hát cho nó xong thôi. Bạn không có đặt cái trái tim, cái tình cảm của mình vào cái lời hát. Cảm ơn những lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy, và mình sẽ cần cố gắng hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ xem cộng số điểm của các thành viên ban nhạc. 59 điểm và cộng với 17 điểm. Như vậy thí sinh Vi Thiện của chúng ta kết quả là 76 điểm. Có hơi buồn một chút. Có lẽ là mình thể hiện chưa được tốt. Xin mời chia sẻ từ các thành viên giám khảo. Khuôn mặt em dễ thương, hiền, dịu. Mà cách mặc đồ của em nó cũng trẻ trung. Đúng không chị? Hả? Nhìn giống như là một diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Đúng rồi. Mà chị không ngờ em hát cái bài này. Chị ngồi cho nói thôi, bao nhiêu tuổi vậy mà sao nó lựa cái bài già quá vậy. Chị rất là tiếc cho em. Anh nghĩ cái bài này em chọn sai bài. Từ cái giọng không phù hợp với cái giọng của em. Vậy thôi. Dạ, thật sự là bài hát cũng là mới với em. Phong cách thể hiện bài hát thì cũng là một cái sự mới mẻ đối với em. Em thật sự cảm thấy mình đã cố gắng hết sức cho một cái trải nghiệm mới. Xin cảm ơn. Và cái phần lạc quan tin tưởng của bạn sẽ là một cái hành trình tiếp theo trên chặng đường nghệ thuật của bạn sau này. Xin cảm ơn Vi Thiện. Thưa quý vị, và bây giờ chặng đường tiếp theo, các vũ công chúng ta sẽ chuẩn bị đôi chân của mình. Vì đây có thể là một ca khúc mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị. Làn da cháy nắng, vai cong nhấm nhô, cuống đôi chân ông đạp qua bao vô vừa, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no chiếc áo mới đến trường, đứa con nào đâu thèm nghĩ suy, ngày qua chỉ tránh cha cửa hàng, nó luôn mong mơ như chúng bạn, và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha xa, gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Gian cha giờ đây đã quá xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm say xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Gian cha giờ đây đã quá xa, không chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng, tuổi thơ về với bóng hình cha. Ngày con bé xíu, cha thương cõng con, nỗi âu lo hằn trên đôi vai gầy. Rồi con bé xíu, cha thương cõng con, nỗi suy tư đè lên đôi chân trần. Mãi mê học đòi cùng bao người, mà con nào biết cha ao gầy. Đáng lo đời cha già khó khăn, làm đau nào biết cha là ai. Ngày con bé xíu, cha thương cõng con, nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn. Chợt trong ký ức bóng người cha già, gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn.
sáng xa giờ đây đã vỡ ra, chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm say xéo còn chỉ mong được thứ tha một lần. Sáng xa giờ đây đã vỡ ra, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng tuổi thơ bé bé. Thưa quý vị, với tình cảm về người cha, ca khúc Cha, và thí sinh chúng ta đã xử lý đầy kịch tính, cao trào và cũng rất là cảm động. Em còn đủ ba mẹ không? Dạ, em mất ba rồi, cũng 5-6 năm rồi. Chắc có lẽ ca khúc này có liên quan gì đó đến kỷ niệm với cha. Dạ, khi em nghe nó thì tất cả những kỷ niệm tràn về với em. Tại vì ba em là người thương em, cực kỳ thương em luôn. Và điều đó đã khiến cho 20 thành viên Vũ Công đã ủng hộ bạn hết mình. Bạn đã có 20 điểm đầu tiên. Chúng ta sẽ đến kết quả từ các thành viên ban nhạc với ca khúc Cha vừa rồi. Nhiều số 8 có cả sư kích. Wow. Chúng tôi xin được hỏi anh Khoa, piano. Em hát lúc đầu rất là hay. Nhưng mà cái chỗ mà ra vô mới rớt cái đó rồi mà em lại không kỹ. Đúng ra là anh cho em điểm cao chứ thật ra hôm nay em hát rất là tốt, nhưng mà em rớt mấy cái đoạn rất khó chịu. Đây là phần thi mà phải nói em cực kỳ không hài lòng luôn. Do em bị Vân Tâm, ca khúc làm cho em nghĩ tới ba của mình, nên em đã chật nhịp. Anh rất cảm tình khi những ca sĩ chọn ca khúc hát về cha về mẹ. Đó là một cái điều mà thiêng liêng. Bỏ qua những cái mà em rất trống, rất nhịp, em rất phù hợp chất giọng bài này, anh rất thích. Xin cảm ơn và xin mời cảm xúc từ nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng. Tôi rất là cảm động khi mà nghe bạn hát, có những đoạn mà tôi rất là muốn khóc. Tuy nhiên vì đó là một cuộc thi cho nên là không thể bỏ qua những cái lỗi mà bạn mắc phải. Cho đó điều đó nó sẽ không công bằng đối với các thí sinh khác. Em cảm thấy rất là cảm ơn lời nhận xét của chị Phượng. Chị nói là bài hát của em hay, cảm xúc, nhưng mà đây là thi nên chị phải chấm theo đồng đều hết tất cả mọi người. Thì em nghĩ là đó là một câu nói làm cho em cảm thấy em cần phải cố gắng hơn nữa. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Em chọn cái bài hát này rất là có ý nghĩa, rất là cảm động. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn giám khảo của Mạnh Quỳnh ạ. Bản thân Mạnh Quỳnh cũng vậy, khi mà cất cao giọng hát lên, nhất là đúng tâm trạng của mình, thì cho dù cứng cỏi cấp mấy mình cũng không thể nào mình kiềm chế được cái sự những giọt lệ. Anh cảm nhận được điều đó về cái giọng hát của em rất là tốt, rất là đặc biệt. Anh hy vọng rằng nếu mà giọng trong thì em sẽ thể hiện tốt hơn. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tổng số điểm từ ban nhạc. 71 điểm. Và tổng tròn 20 điểm từ các Vũ Công. Em có tổng số điểm là 91 điểm. Khánh Long, chúc mừng em. Còn bây giờ, thí sinh tiếp theo sẽ thể hiện như thế nào? Các Vũ Công sẽ ủng hộ họ ra sao? Hãy cùng chào đón! Quấn quýt bên nàng em.
gì thu vàng, tiếc gì xuân xa. Còn thương nhớ nhau về khắp sao trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố, tóc bước trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi phù về. Như Trang, không còn mùa thu. Cho một tràng pháo tay 20 điểm từ các vũ công. Em ơi, em tinh tế, em bỏ nhỏ, em làm chủ giọng hát của mình quá. Xin mời kết quả từ ban nhạc là... Wow. Trời. Em có tin điều đó đã chưa từng xảy ra chưa? Em xin cầm... Xin chào anh Như Trang, chúc mừng em. Hôm nay em hát rất là dập dào cảm xúc. Anh rất thích cái phần biểu diễn này của em tối đêm nay. Dạ, chúc mừng em. Xin mời anh Thắng. Anh thích em. Wow. Đơn giản. Quá đơn giản luôn. Tổng số điểm của ban nhạc quyền năng Như Trang là 83 điểm. Cộng với 20 điểm ở đây là 103, dẫn đầu bảng. Xin mời các thành viên ban giám khảo. Em cất tiếng hát mà anh ngồi anh thả hồn, anh lắng nghe từng lời cho tới cuối cùng bài hát. Anh phải chúc mừng em rất là tuyệt vời cái nhạc phẩm này. Cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Khi mà em cất tiếng hát lên là em cũng như là em lên em xuống, là cái da gà chị nó nổi lên hết luôn vậy đó. Em hát quá tuyệt vời luôn, hình ảnh quá đẹp luôn, không có gì để nói hết. Cái này chắc chúc mừng ban nhạc quá trời. Ban nhạc ban nhạc được. Dạ. Một thí sinh phù hợp và giám khảo Dương Trường Vũ. Khi mà em hát ngay cái đoạn đầu á, thì Vũ chỉ nghĩ là ok, đây là một cô gái xinh đẹp hát một cái bài hát mà rất là quen thuộc rồi. Nhưng mà càng về sau em nhảy quãng, em hát lên cao thiệt là cao luôn. Nó cho mọi người thấy được cái quãng của em nó rộng đến cỡ nào. Em xứng đáng được những cái điểm 10 này. Chúc mừng em. May mắn nhận được những cái con điểm tuyệt đối từ bên nhạc. Đến bây giờ thì Như Trang vẫn còn rất là lâng lâng hạnh phúc. Mời quý vị tiếp tục chào đón thí sinh tiếp theo. Giọng cổ cũng nhảy được đó nha. Mà to cao ngâm đen thơm đớn theo thuồng. Hey yeah,
tôi. Tài năng càng dày khắp nơi, phải chỉ tâm mình đa tài. Đôi người muôn đời biết danh. Tôi hoa khôi ngô có duyên, phải chỉ tâm mình biết tiền. Đôi người rất dễ tê, đó chính là tôi. Anh thấy kia xong mà chẳng chéo ra mà ngon đến ngỡ ngàng. Hey! Cùng bạch công tử là tôi, tài năng không thua kém ai. Vậy chỉ thông minh dư sai, người người muôn đời biết dài. Nhớ tôi, hào hoa khôi ngô có duyên, ai cũng khen tôi rất thiện. Tài năng và tinh tế đó chính là tôi. Anh thông minh tài ba, chưa chắc anh tương lai nở hoa. Vì đôi khi anh đã bỏ quên tình yêu gia đình. Giờ khi anh vẫn ngã đầu yêu, thật nhiều và nhớ bữa cơm ấm áp ngày xưa. Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng như mơ, ai biết rồi đây thành công hay vấp ngã. Công tử ơi, dù anh có tài tuấn kiệt, nhưng để thành công cần lắm một gia đình. Yeah! Anh thông minh tài ba, chưa chắc anh tương lai nở hoa. Vì đôi khi anh đã bỏ quên tình yêu gia đình. Giờ khi anh vẫn đã đầu yêu, anh mới mong gia đình thật yêu. Và anh nhớ bước đầm ấm áp ngày xưa. Giờ khi anh vẫn đã đầu yêu, anh mới mong gia đình thật yêu. Và anh nhớ bước đầm ấm áp ngày xưa. Hai mươi thành viên vũ công họ nhảy bất chấp, nhảy bất cần. Em ơi, em được 20 điểm đầu tiên rồi đó em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Loa loa loa. Và bây giờ kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng. Có thể nói em là thí sinh có nhiều điểm chính nhất. Yeah. Nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng đã lắc như một vũ công. Tại sao như vậy? Lắc như nào anh? Lắc như nào? Chị kêu chị lắc lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu chưa thấy nãy lâu đâu. Vỗ tay, Hải Phượng lắc tay. Đó kìa, chưa từng thấy bao giờ. Người đàn tranh đàn bầu mà nhảy như là hip hop. Cái bài này á, bạn làm rất là hay. Chúng tôi cảm thấy là cuốn hút theo những cái nhịp điệu sôi nổi của bài. Và có những cái đoạn đổi giữa tân cổ nó rất là thú vị. Tuy nhiên là bạn nhảy nhiều quá cho nên bạn đã không giữ được giọng. Nó không có còn đúng tông nữa. Có những lúc mà bạn nhảy nhiều quá. Em rất là thích cái sự kết hợp của cái bài này giữa tân cổ giao duyên với nhau. Nghe rất đã. Và bây giờ nghe nhạc sĩ Đức Huy bay từ nãy giờ đáp xuống nói nè. Tôi thích cái phối hợp nhiều cái màu sắc khác nhau của âm nhạc. Và chỉ rất tiếc đó là bạn thiếu cái kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thành ra để ý điểm đó thì lần tới là tôi mong là bạn sẽ cho chúng tôi nghe một bài hát hoàn hảo hơn. Xin cảm ơn. Lúc mà vào bài thi thì mình thực sự là bị cuốn theo cái cảm xúc đó luôn. Thì về phương diện của ca sĩ chuyên nghiệp thì cái đó bắt buộc phải trau dồi lại rất là nhiều. Chúng ta sẽ nghe nhận xét từ thành viên ban giám khảo. Rất là khâm phục anh về cái sự kết hợp này. Đem lại một cái màu sắc rất là mới lạ. Nhưng mà anh rất là sung. Cho nên khi mà anh hát, anh cái giọng của anh không còn là đúng một cái nhịp điệu nữa. Nhưng mà về kết hợp lại tất cả những yếu tố thì số điểm đó mình nghĩ cũng rất phù hợp cho cái tiết mục của anh. Chúc mừng một cái tiết mục rất là lạ và có thể nói là tuyệt vời đó. Ok. Cảm ơn. Cảm ơn nghe. Cảm ơn anh Vũ. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Em vừa say mê mà vừa cảm thấy phục mà vừa cảm thấy xúc động khi bạn đem cái cải lương vào một cái nhạc hip hop như vậy. Nó làm cho Phi Nhung cứ chăm chú theo anh nên Nhung không có để ý tới nó phô là cái gì của anh hết. Em rất là thoải mái, rất là vui. Đúng hơn là đã bị hốt hồn đúng không? Hốt hồn nha, hốt hồn.
Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm của thí sinh Hoàng Nghĩa với ban nhạc Quyền Năng sẽ là bao nhiêu, chúng ta sẽ biết ngay bây giờ. 82 điểm từ ban nhạc, đúng rồi. Còn ở đây là 20 điểm, nếu cộng lại là 102. Chúc mừng Hoàng Nghĩa hôm nay hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Em cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ban nhạc Quyền Năng rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị. Nếu mà may mắn được vào vòng trong thì chắc chắn sẽ cố gắng rất nhiều để mà đáp lại cái sự khuyến khích, lòng yêu mến của ban nhạc, ban giám khảo. Thưa quý vị, âm nhạc và khiêu vũ, tất cả những điều này tạo nên bản tổng phổ muôn màu của cuộc sống. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo bằng tất cả tình yêu thương đi quý vị. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em. Ân tình xưa xem như là một giấc ngủ chìm bao. Giờ này em vui, giờ này em vui, giờ này em vui bên người yêu, bên sáng dâu vui nhung lụa gặp đường em đi. Anh không trách duyên tình sao quá bẽ bàng, nhưng anh trách em rằng sao em không nói thật lòng, sao em gian dối để làm chi, để giờ đây em cho tôi hiểu rằng vào đường yêu trăm khổ niềm đau. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em. Thôi về đi, tôi không cần một lời xót thương. Tiếc làm chi, thương làm gì, lấy lưu gì kẻ còn trắng tay. Tiếc mà chi, thương làm gì, lấy lưu gì kẻ còn trắng tay. Em vẫn là em, với một cái màu, với một cái sắc và không thay đổi được. Nó giống như một cái chất gây nghiện. Mỗi khi bài hát của em đã làm cho mọi người không ai ngồi xuống hết. Xin chúc mừng 20 điểm đầu tiên của 20 của con. Xin cảm ơn các bạn. Và đây, hãy nhìn từng người sẽ cảm nhận em như thế nào qua số điểm của họ. Xin mời ban nhạc Quyền Năng. Nhiều số 5 và có cả nhiều số 9. Hôm nay em hát rất tốt, nhất là những cái nốt thấp, nó rõ, nó tròn và nó có cái sức nặng. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn Đức Hương. Xin mời anh Phong. Cái giọng em hát cái bài này rất là tốt, rất là hợp. Chỉ có một điểm trừ là cái khúc cuối á, làm như là, tập chưa có nhiều, sao có hát hơi bị lộng cộng chút. Hôm nay bạn chọn cái bài hát rất là hay, hợp với cái chất giọng của bạn. Chúc mừng bạn. Wow. Xin cảm ơn. Em cười anh rất là thích, bởi vì khi em cười em không còn thấy gì hết. Thấy hai sợi chỉ chạy ngang. Mình nhìn mình khi mà thấy cười á là không còn thấy trời trăng mây gió vậy. Giống y như Vũ vậy đó, chỉ còn hai sợi chỉ thôi là làm mắt kiến mát được rồi đó. Nhưng mà hôm nay Vũ xin chúc mừng Duy Trường đã làm thật trọn vẹn ca khúc này nha. Nhưng chị Vũ mặc dù là mắt hí nhưng cũng rất là đẹp trai. Cho nên Trường nghĩ là
Những người mất khí đều đẹp trai hết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Rồi em say lại đây. Tổng số điểm ban nhạc Quyền Năng 74 điểm cộng với 20 điểm của Vũ Công, em được 94 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, Duy Trường cũng là thí sinh cuối cùng của chúng ta. Chúng tôi xin mời tất cả 10 thí sinh quay trở lại sân khấu. Thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình mà số điểm thu hoạch rất là cao. Và xin công bố thứ hạng của 10 thí sinh của chúng ta trong số điểm này. Thưa quý vị, thí sinh Vi Thiện 76 điểm, Trương Quân Bảo 90, cách biệt chỉ có một điểm, hai thí sinh đồng điểm. Y Thanh Khánh Long 93 điểm thuộc về Hà Thúy Anh. Vũ Duy Trường 94, Khánh Hoàng 95, cấp 3 Hồng Gấm 99, Hoàng Nghĩa 102, Như Trang dẫn đầu 103 điểm. Nhưng điều này chưa có nghĩa là như vậy đã ổn. Ba thành viên giám khảo tặng 10 điểm duy nhất của mình cho bất kỳ thí sinh nào mà con tim mình cảm thấy bị cuốn hút về phía đó. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Con tim em đã trao cho Như Trang. Hãy bước lên để đón nhận điểm 10 đi. Quá tuyệt vời, chúc mừng em đã được cộng thêm 10 điểm nữa. Xin mời đến lượt giám khảo Phi Nhung. Em... tại vì mỗi người có mỗi cái... Phi Nhung rất là khó. Ai ấn tượng nhất đối với Phi Nhung? Nếu mà nói ấn tượng á thì là Hoàng Nghĩa. Yeah! Và cuối cùng Dương Kiều Vũ. Vũ sẽ dành cho cái cô gái mà đạt cái số điểm thứ 3 ở trong chương trình đó, tức là Hồng Gấm. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Và như vậy xin mời tất cả các thí sinh chúng ta cùng hướng về để xem kết quả số điểm top 3 cao nhất đi thẳng vòng trong, top 3 thấp nhất đi thẳng vòng cánh gà, và những người còn lại sẽ phải tiếp tục chiến đấu. Thưa quý vị, kết quả như sau. Top 3, Như Trang dẫn đầu 113 điểm, chúc mừng bạn. Hoàng Nghĩa 112 điểm, Hồng Gấm 109. Thưa quý vị, ba thí sinh để an toàn vào vòng trong. Và còn lại Khánh Hoàng 95, Duy Trường 94, Hà Thúy Anh 93, Y Thanh 91, Khánh Long 91, Trương Quân Bảo 90, Vi Thiện 76. Và thưa quý vị, có sự trùng điểm Y Thanh và Khánh Long. Và như vậy, nhạc sĩ, nhạc trưởng Đức Huy sẽ quyết định thí sinh nào ở lại. Khánh Long hát về cha tốt nhưng mà bị rớt nhịp ngay cái chỗ giữa. Và đó thì là một cái lỗi lầm mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi khó thể bỏ qua được. Và bởi vì như thế, tôi sẽ chọn Y Thanh. Chúc mừng Y Thanh. Thưa quý vị, như vậy ba thí sinh phải chia tay trong vòng thi này là Khánh Long, Trương Quân Bảo và Vi Thiện. Nhưng mọi người hãy giữ niềm đam mê của mình, chúng ta có một bài hát chia tay. Xin mời tất cả các khán giả, các Vũ Công và ban giám khảo cùng hát. Thả là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Ta là bỏ đi hết, ta chẳng là gì nhau. Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế có đáng hay không, không, không. Thưa quý vị, như vậy ở vị trí 4 và 7 sẽ là một cặp đôi, 5, 6 sẽ là cặp đôi thứ hai. Thưa quý vị, và như vậy hai thí sinh vị trí thứ 4 và thứ 7 sẽ cùng một cặp đôi. Và bây giờ thì lắng nghe đề nghị từ giám khảo, và người ở vị trí thứ 4 có quyền quyết định chọn bài hát nào, một trong hai bài mà các bạn đã được thông báo trước rồi. Hai bài này sẽ là bài Người Yêu Cô Đơn hoặc là bài Diễm Xưa, một bài của Đài Phương Trang và một bài của chú Trịnh Công Sơn. Em chọn bài Diễm Xưa hay là Người Yêu Cô Đơn? Em sẽ chọn dòng nhạc mà em vẫn theo đuổi, đó là dòng nhạc Bolero, và em sẽ chọn các khúc Người Yêu Cô Đơn. Bây giờ cặp 5-6, xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Trong đây có hai bài. Bài thứ nhất là bài Duyên Kiếp của tác giả Lâm Phương, Em Ơi Nếu Mộng Không Thành Thì Sao đó. Bài thứ hai là bài Trái Tim Không Ngủ Yên của tác giả Thanh Tùng. Duy Trường, rồi Duy Trường chọn nhạc phẩm đi. Nói chung là cũng khác cái dòng nhạc, cho nên là Duy Trường muốn ưu ái hơn cho người phụ nữ. Wow.
Duy Trừng xin được chọn ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho cặp đôi 47 sẽ trình bày ca khúc mà họ đã quyết tâm để chiến đấu. Và Khánh Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng Hà Thúy Anh và Duy Trường. Là thật xa anh đang dối lòng, còn anh nói đã chốn yêu em rồi. Là thật xa anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật xa anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Rồi một chiều vắng em, trái tim buồn hơn. Rồi một chiều vắng thôi, xin anh hãy hơn
dối như ngày mới quen nhau. Thôi xin anh hãy hờ hững như là đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật xa, anh mong rất còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Đây là những cái phút cao trào của chương trình. Chưa có sự phối hợp bao giờ, nhưng họ phải hoàn thành bằng tất cả tình yêu, niềm say mê với âm nhạc. Tràng pháo tay khích lệ cho hai cặp đôi này. Và bây giờ với cặp đôi 74 xin được mời kết quả từ các thành viên ban giám khảo. Dương Triệu Vũ xin mời bạn. Hôm nay khi mà hát á, cả hai người đều hát chưa tròn vẹn. Khánh Hoàng hát thì mấy cái câu đầu á là gần như là 70% của em là nó đã sai nốt rồi, cho nên là Vũ xin dành phiếu bình chọn này dành cho anh Y Thanh nhé. Xin cảm ơn Dương Triệu Vũ và xin mời bạn giám khảo tiếp theo. Cái bài hát Nhiều Cô Đơn vừa rồi thì mình biết là Y Thanh cũng đã cố gắng rất là nhiều. Trong đây thì mình phải chọn một trong hai, thì thôi mình tay Khánh Hoàng. Yeah. Chúc mừng. Một điều. Bây giờ tới Phi Nhung thì cũng rất là thấy tội nghiệp cho Y Thanh là phải hát cái bài hát này. Không phải giọng nhạc của mình mà cũng cố gắng hát, mà hát trong một cái sự nhường nhịn người bạn của mình. Cái đó là một cái điều mà Phi Nhung rất là thích ở nơi Y Thanh. Còn về Khánh Hoàng á, là chuyên môn về dòng nhạc bolero, nhưng mà hôm nay em hát cái bài Người Yêu Cô Đơn nó không có hay. Những cái nốt lên cao em bị bể, em bị ngang. Em cố gắng em hát để cho nó hay, em không có nghĩ tới một cái người bạn của mình bên cạnh. Đó là theo cái mắt của chị nhìn thấy quyết định cuối cùng của Phi Nhung, chọn Y Thanh. Chúc mừng Y Thanh. Kết quả của cặp đôi 56. Quỳnh rất là ngưỡng mộ cái sự cao thượng của anh, rất là nam nhi, chi chí. Và phiếu của Mạnh Quỳnh dành cho? Thì Mạnh Quỳnh vẫn giữ cái lập trường của mình. Mình giữ sự cao thượng của anh, mình sẽ giữ lại anh Duy Trường. Ủng hộ Duy Trường. Một phiếu từ ban giám khảo. Quyết định tiếp theo. Ở đây tôi rất là ngưỡng mộ Duy Trường, rất là đàn ông. Coi như là bây giờ Nhung có chọn Hà Thúy Anh, anh cũng không có buồn đúng không? Dạ, Nhung chọn Hà Thúy Anh. Một điều. Và tỷ số này sẽ thay đổi như thế nào với quyết định của người thứ ba, giám khảo Dương Triệu Vũ? Một cô gái xinh đẹp bên một người đàn ông mắt hí, và người đàn ông mắt hí này lại có cái sự nam nhi và cái sự tự tin đến nỗi giành luôn cái phần lợi thế cho người phụ nữ xinh đẹp kế bên mình. Và ngược lại, Hà Thúy Anh cũng đã sửa từng lời, người ta gọi là mớm lời cho anh ta đó. Và khi anh đưa cái lựa chọn của mình về cái lợi thế cho người phụ nữ kia thì anh đã thuyết phục tất cả mọi người ở đây cũng như các khán giả trên TV. Thì Vũ sẽ dành cái quyền lợi này. Cho người phụ nữ đứng cạnh với Duy Trường. Thưa quý vị, sau khi Dương Triệu Vũ vô cùng khó xử trước tình huống này thì cũng đã có một quyết định. Xin được chúc mừng Hà Thúy Anh. Và bạn sẽ đồng hành cùng người bạn của mình để chúng ta cùng hát một khúc hát chia tay. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pha đó rượu hồng. Em thương anh, em thương em, yêu thương xưa chỉ còn anh thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị, chúng tôi xin được mời ba thí sinh vào thẳng vòng tròn bây giờ bước lên sân khấu để có hai người bạn của mình cùng đồng hành. Thưa quý vị, là đây là năm thí sinh của chúng ta đã chiến thắng trong vòng ngày hôm nay. Thưa quý vị, và năm thí sinh của show trước đây cũng sẽ có mặt. Xin mời. Quý vị, như vậy chúng ta đã có 10 thí sinh đã được đi tiếp vào vòng 3. Chương trình Ban Nhạc Quyền Năng do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sóng Vàng thực hiện đến đây là kết thúc. Nhận lời làm ban giám khảo của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng thì đến tập này Mạnh Quỳnh có suy nghĩ gì? Xin mời chia sẻ. Rất cam go và cũng nhiều gây cấn. Làm giám khảo như tôi cũng bao lần bối rối, không biết làm sao phân xử cho tròn. Còn Phi Dung thì nàng suy nghĩ gì về chương trình Ban Nhạc Quyền Năng chúng ta? Trong hàng giảng khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu, có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Hay quá Dung ơi. Anh Bạch ơi, em cảm thấy đây là một chương trình rất là tuyệt vời. Xin mời ban giám khảo về vị trí. Cho một tràng pháo tay, giám khảo Ban Nhạc Quyền Năng. Thưa quý vị, hôm nay tất cả chúng ta đang sẵn sàng vào một hành trình tiếp theo với vòng 3. Hôm nay, 10 thí sinh được tuyển chọn của những vòng trước, chỉ có một người bị loại mà thôi. Điều này đáng phấn khởi quý vị ha. Nhưng mà cũng không đơn giản, hai người thấp điểm nhất sẽ đấu với nhau một bài song ca đã được quy định trước. Đó là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy, Đừng Xa Em Đêm Nay. Và điều đó sẽ đến trong cuối chương trình. Thưa quý vị, ban nhạc vẫn cho điểm số theo thang điểm, thấp nhất là 5 điểm và cao nhất là 10 điểm. Chúng ta có cột điểm thứ hai, đó là 20 vũ công đang có mặt trong trường quay trên sàn nhảy. Nếu họ nhảy trọn bài 20 người thì thí sinh đó hưởng 20 điểm. Bỗng nhiên có một người đau chân ngồi xuống, còn 19 điểm. Bỗng nhiên hát thấy trật nhịp, trật tông gì đó rồi 10 người ngồi xuống, thí sinh vẫn còn có 10 điểm. Nói cho vui vậy thôi chứ hy vọng điều này đừng xảy ra quý vị nha.
ban giám khảo chỉ có 10 điểm và tặng cho một trong số 10 thí sinh. Có thể một thí sinh quá xuất sắc, ba giám khảo cùng tặng mỗi người 10 điểm cũng được. Và thưa quý vị, thí sinh cao điểm nhất của chương trình ngày hôm nay, họ sẽ được một phần thưởng là có một điểm 10 và mang hành trang ấy cho show tiếp theo. Điều này vui phải không quý vị? Quá vui luôn. Quá vui. Thưa quý vị, và để tăng thêm phần hấp dẫn, sự đa dạng và phong phú sau này khi rời chương trình, các thí sinh đã có thể tham gia được bất kỳ chương trình nào và khả năng diễn xuất có thể làm diễn viên điện ảnh, vừa ca nhạc, vừa diễn xuất. Cho nên chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm và thử thách bằng một cái điều mà họ có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất, tài năng thể hiện hoặc là giả làm con vật, thể hiện sự duyên dáng nhất. Và quý vị biết không, sau phần này, trong số 5 thí sinh đó, ban giám khảo có quyền chọn và tặng cho một người duy nhất được 10 điểm từ phần thi tài năng. Hãy cổ vũ nồng nhiệt. Thí sinh đầu tiên bắt đầu. Cớ sao sâu này tìm ai thương em hơn anh mà tìm. Cớ sao hỏi này tìm có biết cho lòng anh đang mất thương phước vui buồn cùng em. Là như chui ngay sau lo tình, là như tháng năm mộng mơ. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống thôi khi chẳng biết dành tôi. Đem yêu thương xóa muôn áng mây mờ. Ai thương em hơn anh mà tìm. Cớ sao hoài để im. Cớ biết cho lòng anh đã mất từ phút vui buồn cùng em. Là những chuỗi ngày sầu lo, là những tháng năm mộng mơ. Em như hoa nở trong mùa mưa, sống giữa khi trời đất giông tố. Anh đem yêu thương xóa buồn áng mây mờ. Cớ sao sâu này tìm khi yêu nhau tuy xa mà gần. Cớ sao buồn này tìm có biết cho lòng anh đã mất từ phút vui buồn cùng em. Cớ sao buồn này tìm. Cớ sao buồn này tìm. Cớ sao buồn này kìm. Cớ sao buồn này kìm. Cớ sao buồn này kìm. Minh Ngọc, Kim. Một màn bắt đầu thật là tuyệt vời. Em ơi, sao em gắn râu sao để rớt vậy cưng? Cưng hát sung quá phải không? Cái môi chuyển động quá. Rất. Dạ, cái này em vô bắt đền make up rồi, dán ít kem. Không kệ, bởi vì 20 người nè, thấy cái bộ râu em rớt, không ai mà còn nhớ cái gì hết á, không ai ngồi hết trơn á. Cho nên 20 điểm đầu tiên. Chúc mừng mọi người. Hãy xem đi. 3, 2, 1, điểm là... Yeah. Hình như là em hợp có râu em ơi. Ban nhạc thích em có râu hay sao á? Mà 9-10 hết trơn. Dạ xin mời anh Thảo ha, violon. Những cái câu hát của em nếu như mà nó nhí nhảnh hơn chút xíu nữa anh sẽ cho em 10 điểm. Nhí nhảnh rồi. Quá nhí nhảnh luôn. Vì, thấy, không thật ra là cái giả nam. Không phải đâu em ơi, tại vì em có cái bộ râu mà anh Thảo không có cho nên anh Thảo cho 9 điểm thôi. Em hoàn thành tốt cái bài thi của em rồi, nhưng mà anh nói rõ hơn tí, sâu hơn vào chuyên môn sao đi. Nó đừng có căng thẳng, thấy người đẹp mới căng thẳng hết cả miệng. Mày khan tiếng, người ta hát không khan tiếng thì thôi, ông đàn không khan tiếng. Mấy cái câu này cớ sao buồn này kim là phải gằn giọng thêm chút xíu cho nó thêm gần nặng rồi. Ký gằn rõ ràng chưa? Gắn vậy được rồi. Cho em hỏi nè, bây giờ anh nói cô này gằn giọng, bây giờ anh thị phạm giùm em đi. Đang bị gằn tiếng.
bác cho 10 điểm. Thành ra ai nói cái gì là cũng bênh hết thôi. Bây giờ em giải thích 10 điểm của em cho khán giả em hiểu. Em đơn giản thôi, em thấy lạ, em thích. Em đi kiếm suốt cả đời em chưa gặp, bây giờ tự nhiên gặp cô dáng đẹp thế này, hát hay thế này mà dâu thì đầy miệng như thế này, em thích lắm. Dâu đầy gì? Thật ra thì cái ôm đó là cái ôm của tình nghệ sĩ, chứ anh không nghĩ đó là tình cảm riêng tư. Bởi vì chương trình nào của Hoàng Bách vợ cũng theo dõi rất là kỹ. Cho dù là cái râu của Ngọc không có tính cho nó rớt ra, nhưng vì nó rớt ra nó lại hiệu quả hơn gấp bội. Là tại vì mình thấy được cái khuôn mặt của bạn nó xinh như thế nào. Em bước ra anh hoàn toàn không nhận ra là Mỹ Ngọc, nhưng mà lúc mà em rớt chùm râu ra cái em rất là thích. Em đã chọn một cái bài mở đầu rất là sống động, là bằng chứng là khán giả vỗ tay, ban giám khảo đứng nhảy và 20 vũ công không ai ngừng nhảy hết. Đó là một cái sự thành công của em, anh xin chúc mừng em. Dạ em cảm ơn mọi người, quá tuyệt vời. Và bây giờ hãy xem tổng số điểm của ban nhạc Quyền Năng dành cho thí sinh Mỹ Ngọc là 84 điểm. Cộng với 20 điểm của Vũ Công sẽ là 104 điểm. Chúc mừng em. Một lần nữa em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm giác giả trai thật là đã. Em ơi, hôm nay em là hoa vàng và ban nhạc sẽ là thảm cỏ xanh. Và các vũ công là những bông hoa để chúc mừng em 20 điểm. Xin cảm ơn anh chị.
cái đoạn em giả thanh lên cao không biết làm người xúc động được ban nhạc hay không, và số điểm là bao nhiêu? Có cái 10. Xin mời anh Kha Piano. Anh thấy em xử lý rất là tốt cái bài này, rất là khó. Tại vì những cái đoạn hát gió lên cao rất là hay và rất là tình cảm, và anh rất là thích. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi thấy hôm nay bạn hát tốt, bạn làm tròn, nhưng mà chưa hết 10 phần công lực, đúng không? Đó, tôi có thể cảm nhận thấy điều đó. Nhưng mà nói chung là bạn làm rất tốt. Nhưng anh khen em một cái điểm là từ cái tông mi em cộng lên khoảng 3, em lên thẳng một cái tông, không hề có accord mồi cho em. Cái điều đó cực kỳ khó. Kết quả từ ban nhạc Quyền Năng là 77 điểm cộng với 20 điểm, em đã có tổng số điểm là 97 điểm. Xin cảm ơn các anh rất. Xin mời phần chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Chị rất là thích cái khúc đầu của em vô, nhưng mà chỗ cái giữa cao trào thì nghe không có rõ cái tiếng của em hát lắm, chỉ có bị stop ngay chỗ đó thôi. Còn ngoài ra là cái gì chị cũng thích hết. Cái đoạn đầu của bài hát Quỳnh Anh với lại cái tiếng piano nó quyện, mà nó nghe ở dưới đây nghe sướng lắm kìa. Từng cái chữ bỏ nhỏ của bạn đều được nghe một cách rất là thấm thía. Đây là một cái tiết mục đáng được khen ngợi. Chúc mừng Quỳnh Anh. Xin cảm ơn. Đó cũng là một cái nhận xét quý báu để cho Quỳnh Anh cố gắng hơn. Mong rằng quý vị cũng sẽ ghi nhận sự cố gắng của Quỳnh Anh nhé. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. I can't live without love. Come back. So my need, forgive me, oh lady, will you save me? My heart belongs to you. Vậy đã qua dám ngồi đâu. Cái sự đau khổ này em từng trải qua nên em đau quá mình la to. Em cộng được cái nội tâm của nhân vật đúng không? Bởi vậy mới làm nổi. Hãy xem số điểm từ các thành viên ban nhạc. 10 Hoàng Bách, 10 Minh Khang, 10 Quang Trung, 10 Minh Kha, 10 Việt Thắng. Xin cảm ơn. Bây giờ hỏi Hải Phượng, khi người con gái ra đi, người đàn ông người ta khổ như vậy, người phụ nữ có khổ chút xíu đâu không? Tôi không biết cái người phụ nữ của bạn khổ hay không, mà tôi trên này tôi nghe tôi khổ lắm luôn á. Bạn hát quá hay. Xin cảm ơn.
Em ơi, cái từ quá hay đó, nó vô giá lắm đó. Tổng số điểm của em sẽ là 86 điểm. Cộng với 20 điểm là bao nhiêu? 106. Dẫn đầu bảng cho trong vòng 3 thí sinh. Quá tuyệt vời, bạn giám khảo ơi. Trời ơi, Phi Nhung vỗ tay không ngừng luôn, còn vỗ hơn khán giả nữa đó. Dạ đau rát tay luôn nè. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Thật sự sau cái phần trình diễn của em, anh rất là cảm động. Là tại vì cái tuần trước là anh đã bị đay nghiến rất nhiều. Rất là nhiều người nói tại sao trong cái phần thi trở lại của em, em hát nó không có được chuẩn. Anh lại gạt cả dì Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh để đưa em vào trong cái vòng này. Thì hôm nay sau cái màn trình diễn này, em đã trả lời chính xác tại sao anh lại làm như vậy. Tại vì anh thấy được cái tiềm năng của em. Nói chung với một bài hát, em đã chứng minh tất cả những gì anh đã làm. Và bây giờ anh nở mặt nở mũi vì em. Cảm ơn em vì điều đó. Ôi em ơi, hay quá. Xin mời Mạnh Quỳnh. Đối với anh thì tôi nghĩ đây là cái phần trình diễn mà hay nhất của em trong những vòng vừa qua. Yeah! Và yêu thích thí sinh chúng tôi, quý vị hãy theo dõi từng show một để đừng bỏ qua những bài hát hay rất uổng. Chúc mừng thí sinh Thái Sơn của ban nhạc Thiên Đăng. Hôm nay là một ngày thi thật sự làm cho em cảm thấy rất hạnh phúc. Thưa quý vị, thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình của chúng ta sẽ xuất hiện ngay sau đây trong trang phục áo dài, thước tha, tóc thề xõa ngang vai. Chiều phận gái sang sông, tưởng vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tang trầm, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ, ba chim bảy lội một chuyến sang ngang. Tùy chúng gánh gãy giờ đang thuyền quyên trong trái vô vàn, từng đêm rơi lệ tuôn tràn. Bao nhiêu bên mộng trong đời, mà em bên đời em một người. Em về bèo bọt một kiếp đơn côi, nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Nợ duyên gánh gãy ngang trời, tuổi xuân bước lẽ trong đời, thời con gái cũng qua rồi. Em 20 vũ công không ai ngồi xuống hết, cuối cùng có hai người ngồi, như vậy là 20 - 2 còn mấy? 18. Em chọn bài 17 mà em được 18 điểm, vậy là em hên rồi, cho một tràng pháo tay. Lời đầu tiên là xin lỗi bé Quỳnh Trang. Ngồi rồi xin lỗi bé, gì không, bé rất là dễ thương. Có thể là do cái tâm trạng, cái tuổi mình là rất là tươi vui, nhưng mà khi mình thể hiện cái bài này nó buồn. Bà xã anh phải không? Dạ. Xin mời chị. Cả hai cùng giống nhau luôn.
cái bài nhạc nó không có thấm vô mình, từ cái lời nhạc nó làm cho mình không có cái cảm xúc nhiều hơn. Sao bên dìu nhau vào lại thế coi. Đang nhảy. Phải xoay một cái mới chịu đi vô á. Xin cảm ơn. Mình nghe số điểm của các thành viên băng nhạc. Nhiều số 8 và có một số 7. Em cảm thấy hơi thất vọng vì phần thể hiện vừa rồi của mình. Anh Phong, anh chia sẻ đi. Có thể là em chọn cái bài này nó chưa có hợp lắm. Lúc em luyến lấy nó chưa có ngọt. Xin cảm ơn anh Phong. Xin mời Minh Khang. Trước tiên khi mà chọn nhạc thì em phải biết bản thân cái giọng của em là em hát xuống nứt tới nốt gì và hát cao nhất nốt gì. Đó là một kinh nghiệm lựa chọn bài. Lần sau nhớ để ý hơn nha. Lần sau em sẽ lưu ý hơn về cân nhắc những lúc mà chọn lựa bài để phù hợp với mình. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng, tổng số điểm là 71 điểm cộng với 18 điểm. Như vậy chúng ta có 89 điểm. Xin chúc mừng Quỳnh Trang. Chia sẻ từ ban giám khảo, xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Cái giọng em rất là ngọt, rất là truyền cảm. Nhưng mà em nên cẩn thận về những cái nốt thấp. Thực ra cái giọng nhạc bolero này á, nó không có khó hát, nhưng mà nó cũng không có dễ. Anh hy vọng là sau cái chương trình này em sẽ lấy thêm kinh nghiệm về vấn đề đó. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Cô Nhung phải nói thật cho con biết, cái bộ đồ này nó không có hợp với cái tuổi của con. Tuy rằng là năm 17 tuổi con đi lấy chồng, nhưng mà cái đó là mình kể câu chuyện thôi. Đây con mặc một cái bộ đồ như vậy. Thứ nhất là áo dài rất là nhăn nhó. Chị khó không được, quá. Không phải để rút kinh nghiệm. Tại vì nhiều lúc cháu ở trong đó ngồi đợi để không mà được, lên đi không thi. Không được, cái này để cho chị nói. Mai mốt là con phải rút kinh nghiệm mà con ủi áo cho thiệt là đẹp nha. Còn giọng thì quá đẹp rồi. Còn dài lắm con, mới có 19 tuổi thôi. Em hãy lấy đây như là một cái hồi chuông để mà cho em phải cố gắng nhiều hơn nữa và làm cho mình trở thành hoàn thiện hơn. Wow! Em ơi, hãy giữ niềm đam mê của mình, bởi vì ông trời đã thương em, cho em một giọng hát hay. Chúc mừng, tự tin nha. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't matter what do you mean, I am the one. And we danced on the floor in the round. She said, I am the one. And we danced on the floor in the round. She said her name was Billie Jean and she caused a scene. Then every handsome with eyes that dreamed being the one. And we dance on the floor in the round. Woo! He always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lies become the truth. Billie Jean's not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But the girl's not my son. She said I am the one. But the girl's not my son. Woo! For 40 days and 40 nights the law was on her side. But who would stand when she's the only man who skims and her plans. And we dance on the floor. So take my strong advice. Remember to always think twice. Do think twice. She told my baby dance to three and she looked at me. She showed up all those babies crying. His eyes look like mine. And we danced on the floor in the round. Woo! People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. My mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lies become the truth. Hey, hey, Billie Jean's not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But a girl is not my son.
cặp đôi kia. Cái nhạc này là Michael Jackson, nó rộn ràng như thế tại sao lại ngồi được nha. Trừ 2 điểm còn 18. Bước lùi của em đẹp lắm, em lùi lại coi nè. Cảm ơn em. Hãy xem kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng. Hoàng Bách xin mời bạn có nhận xét về tiết mục của thí sinh Y Thanh. Michael Jackson thì đây là bài Bách thích nhất, một những bài hát kinh điển của thế giới rồi. Cái này hơi uổng một cái là bởi vì Thanh có cái giọng gió rất là tốt, mà cái bài này xử lý giọng gió rất nhiều, mà Thanh lại lựa chọn cái cách hát là ở dưới giọng phần âm trầm. Cái cảm giác nó không bật được lên cái cá tính của bài hát, thì cái đó Bách hơi tiếc, bởi vì Bách rất là thích cái sự sáng tạo của Thanh, nghĩa là dám phá tung những cái điều cũ lên để mà mình làm cái điều mới. Nhưng mà rõ ràng hôm nay là Bách hơi tiếc, rất ngưỡng mộ, bởi vì Vạn luôn luôn là người dũng cảm, sáng tạo. Nhưng mà thực sự hôm nay là Bách rất tiếc. Xin được chân thành cảm ơn ban nhạc quyền năng. Và bây giờ thì tổng số điểm từ 20 vũ công và của các thành viên ban nhạc. Trước hết chúng ta sẽ tổng kết số điểm của ban nhạc. 69 điểm cộng với 18 điểm. Như vậy tổng số điểm của Y Thanh là 87 điểm. Chúc mừng em. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh rất là khâm phục về cái sự chỉnh chu của anh trong cái tiết mục vừa rồi. Từ cách ăn mặc, những cái bước nhảy cho đến sự chuẩn bị của anh. Mạnh Quỳnh rất là cảm ơn về vấn đề đó. Tuy nhiên về chuyên môn, về bài hát thì Mạnh Quỳnh mong rằng Thanh sẽ cố gắng để lấy thêm kinh nghiệm về những lời bình luận của ban nhạc. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Tất cả những tiết mục của anh đều rất là tâm huyết. Anh cũng đã làm hết mình và anh đã mạo hiểm một phen. Bây giờ coi như là thua keo này đi, mình sẽ bày keo khác. Ok. Xin được chúc mừng Y Thanh đã hoàn thành. Cười một cái đi, cười một cái đi. Yeah. Thì Thanh khá hài lòng với cách xử lý của mình ngày hôm nay, thì Thanh cũng không muốn là làm giống như Michael Jackson. Và khi Thanh thích những ca khúc nào thì cũng thường hay hát lại với phong cách riêng của mình. Vì mọi người ngày đêm
bên cạnh giữa đất trời rạng rỡ như rừng mãi nở. Chiều xuân với bài hát vừa rồi, anh xin được chúc mừng em. Mọi người có lẽ rất hài lòng với phần trình diễn của em. Với 20 thành viên đầu tiên, xin được chúc mừng. Xin cảm ơn. Còn bây giờ là số điểm của ban nhạc Quyền Năng. 3, 2, 1. Nhạc sĩ Minh Khang thấy thế nào ạ? Anh vừa đàn, anh vừa tìm cái nốt feel của em từ những cái cảm giữa tiếng đàn của anh với lại cái giọng hát của em. Mà tìm hoài vẫn chưa thấy, nó vẫn chưa đem đến cho anh một cái cảm xúc cao trào lắm. Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Khang. Xin mời Thắng. Em thì em thấy bạn hát kể chuyện rất hay. Em nghe câu chuyện của bạn từ đầu tới cái cuối bài em lại thích. Đó là lý do duy nhất em cho 9 điểm. Xin mời sự bổ sung của Hải Phượng. Khi mà bạn hát với cái chân micro, chúng tôi đang chờ đợi xem bạn sẽ xử lý cái chân micro như thế nào. Ở nguyên cái đoạn đầu á, bạn không làm gì hết, sau đó thì bạn lấy micro ra và cái chân đó bị bỏ quên. Tức là mình đem cái gì ra, mình phải hiểu rằng là mình đem cái đó để làm gì và mình xử lý cái đó như thế nào. Xử lý sân khấu là một bài học nhớ đời nha cưng. Tổng số điểm của thí sinh chúng tôi là 75 điểm, cộng với 20 điểm bạn đã có 95 điểm. Chúc mừng Phúc Lâm. Ban giám khảo sẽ có đôi lời chia sẻ với bạn. Em ca bài này, Minh Quỳnh ở dưới, Minh Quỳnh nghe từng lời, từng chữ của em. Em thả hồn vào cái bài hát rất là hay. Nếu mà Minh Quỳnh cho em 9 điểm. Với Nhung thì em thả hồn vào bài hát chưa có ngọt lắm. Chị rất là chú trọng nên em, nên chị soi. Phải soi. Yeah. Còn về phong cách mặc đồ của em thì chị rất là thích. Hôm nay mặc chiếc áo sơ mi đỏ, bộ đồ vest đen. Làm cho chị tưởng tượng lúc mà mới đi hát mà chị thích một người mặc bộ đồ vest như vậy đó là Minh Quỳnh đó. Bây giờ nếu như mà chị phải chấm điểm á, chị chấm là ông này đẹp hơn hay ông kia đẹp hơn? Mỗi người một vẻ. 10 phân vẻ 10. Người nào chị cũng thích hết. Xin cảm ơn em. Cảm ơn. Thông qua phần biểu diễn ngày hôm nay thì mình cũng muốn gửi tới một thông điệp với các bạn khán giả là chúng ta hãy sống yêu đời, lạc quan hơn và có trách nhiệm hơn. Tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười. Những lúc có tôi và mặt chị nhìn tôi trong lúc tôi xa xôi. Tôi muốn cô đừng nghĩ tới ai, đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi. Đừng ôm tôi chiếc đêm nằm ngủ, đừng tắm chiều nay. Lại qua nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời. Hôm nay live show của em mời nhiều khách mời tới dự quá hả? Chúc mừng em, 20 điểm. Và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc. Ghen là em chỉ có điểm 9 và điểm 10. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy, tại sao lại điểm cao như thế ạ? Chúng tôi để ý em từ lâu rồi đó.
Chính xác rồi. Anh làm tốt lắm. Xin chúc mừng. Dạ em cảm ơn. Đây kìa, 10 điểm kìa. Minh Kha, tại sao? Hôm nay em diễn tốt hơn lớp tập. Và anh đã thích cái đoạn phiêu khúc cuối của em. Cảm ơn anh. Anh ôm em cái. Xếp hàng. Sau mấy ngày em làm con gái không ai ôm em hết. Tự nhiên hôm nay giả trai lại có người đòi ôm. Mai không có vợ gì làm. Không, cái màu cam. Anh có vợ có con rồi, đi về dùm đi. Xuất điện rồi, trở về vị trí. Anh Bạch. Ngày hôm nay thật ra em cũng rất là lo lắng với cái hình ảnh mới này. Nhưng mà rất là vui vì được ban nhạc cũng như là ban giám khảo đón nhận rất là nhiệt tình. Kết quả tổng số điểm từ ban nhạc mà em đã quyến rũ họ để có tổng số điểm là 84 điểm cộng 20 điểm, 104 điểm. Và bạn Mỹ Ngọc đang cùng 104 điểm. Như Trang ơi, hãy nghe ban giám khảo chia sẻ kìa. Em quá tuyệt vời, không có gì để nói hết. Nhớ không lầm là cái lượt thi vừa rồi anh là người cho em điểm 10 đúng không? Ok thì giữ, cứ bây giờ cứ tiếp tục như vậy. Anh mong rằng, anh hy vọng rằng và anh nghĩ rằng em sẽ tiến xa hơn nữa trong những vòng sau. Hôm nay em diễn một cách rất là đẹp trai, rất là phong lưu. Vũ nghĩ mà chị về chị cũng mặc bộ đồ này chị lên sân khấu chị hát được không? Là banh. Chị cũng đàn ông tính đó đúng em. Mặc đúng em đó. Đó, bây giờ thử ngồi dậy hát năm 17 tuổi đi. Năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Yeah. Lạ lắm, đi nhiều người rất lạ, chồng lạ lắm đó. Ban nhạc mê lắm. Xin được chúc mừng. Yeah. Hôm nay tâm lý của em thì không giống như là một cuộc thi nữa, mà là một buổi biểu diễn với ban nhạc. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Rừng hoang gió núi theo sáng rũ bụi đường trên vai hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm bình hoa rừng dẹp quần sông lăng. Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyên tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đêm lụa là đến cho nàng trên ngôi cao chín tầng. Hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đã soi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ. Thấy hoa nhớ người yêu dẫn xa.
giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cánh trinh nữ có một người. Tại sao em lại quay về chỗ của mình? Tại em cũng có cảm xúc nên đi vô. Thôi được rồi em, mình cam chịu 19 điểm ha. Cho một tràng pháo tay. Cảm 19 hả? Điểm. Kết quả từ ban nhạc quyền năng. Chín, 10. Wow, anh Khoa piano. Thật ra em hát dòng nhạc này cũng được, nhưng mà em phải tập xử lý cho nó nhẹ lại. Giọng em rất mạnh, em để sát micro vậy nghe cái chữ nó bị cứng. Em cảm ơn anh. Và nhạc trưởng Đức Huy ạ. Hôm nay thì Hồng Gấm hát tốt, nhịp chắc, giọng hay, nhưng mà vẫn thiếu cái mượt mà, cái tình cảm của một người kể chuyện. Xin cảm ơn. Cảm ơn ạ. Kết quả từ ban nhạc quyền năng, tổng số điểm sẽ là 81 điểm cộng với 19 điểm. Ôi vừa vặn quá vậy. Em đã được số điểm tròn 100 điểm đó Hồng Gấm. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Hôm nay Hồng Gấm làm rất tốt, giọng tốt, nhưng mà Vũ thấy cái thiếu ở trong cái cách xử lý đó là cái nuance á, tức là cái bỏ nhỏ. Đôi lúc mình phải lớn và đôi lúc mình phải nhỏ lại, mình phải đưa đẩy nó như con thuyền nhưng mà bạn mặc ở trên áo vậy đó, thì nó mới có thể hay được. Thì em rút kinh nghiệm với lần sau, chẳng hạn những cái luyến chỗ mà gọi hoa trinh nữ đó, những cái nốt em mới đẹp, phải bẻ lên chút xíu nó mới ra. Còn chung quy thì em trình bày nhạc phẩm này tốt. Cảm ơn ạ. Em làm lại câu hoa trinh nữ và giống như anh Mạnh Quỳnh luyến một cái là 3-4 nốt luôn đi. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Em ơi, em học trò thông minh tiếp thu trong vòng 30 giây. Chúc mừng em. Thưa quý vị, một tràng pháo tay chúc mừng cho thí sinh Hồng Gấm. Hãy không về.
quang ánh trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi. Cùng tôi biển trên, cùng anh biển ta, ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cả. Em ơi, trong một thời gian rất là ngắn, em đã đưa mọi người vào cái không gian của bài hát. Và cái xúc cảm của em có lẽ nó làm như một cái biển mà mọi người đang đắm chìm trong tình yêu. Trong đó, ngoài 20 vũ công còn có các thành viên ban giám khảo. Em 20 điểm xứng đáng quá, à, Thúy Anh ơi. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Vâng, xin mời Viu Long, anh Thảo. Em thể hiện cái bài này thì nó rất là tốt. Nó tốt hơn trong cái những lúc mà em tập rất nhiều. Chính vì thế mà cái cảm xúc của anh khi đàn cho em hát cũng rất tốt. Dạ vâng. Anh hãy thể hiện tình yêu của anh bằng số điểm xem. Mời toàn thể nhạc công chuẩn bị 3, 2, 1. Nói sao lại làm vậy? Vô 10 điểm rồi. Trời ơi, anh này khó lắm. Chắc có lẽ là một trong những điểm 10 đầu tiên của anh Thảo. Vâng ạ, em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Em xin cảm ơn ban nhạc rất là nhiều. Thắng ơi. Dạ. Em cho biết cảm xúc của em với bài này, tại sao dữ dội đến như vậy? Em hát rất là hay và rất là tiếc là chỉ thiếu thêm tí mây dưới sàn, đó là cái ảnh rất là đẹp và cái âm thanh nó rất là đẹp. Yeah. Vâng. Cảm ơn em cho anh một cái cảm xúc rất là đẹp. Dạ, em cần cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Hoàng Bắc. Em làm gần như là hoàn hảo rồi. Nhưng anh ước những cái đoạn cao trào, cái lực của em đẩy ra mạnh hơn nữa. Dạ. Còn riêng cái câu kết của em thì em làm hoàn hảo. Nhẹ như mây bay như vậy thì anh phải nói là hôm nay cái kỹ thuật ở cái đoạn đó của em là hoàn hảo. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Hoàng Bách ạ. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng dành cho Hà Thúy Anh. 86 điểm cộng với 20 điểm bằng 106 điểm trùng với Lê Thái Sơn. Cao nhất bạn. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Hôm nay em trình diễn một cách rất là thuyết phục. Chúc mừng em. Xin mời hai giám khảo còn lại. Với chị thì em hát giống như em nói vậy đó. Quá tuyệt vời luôn. Không còn dùng cái từ gì nữa hết đó. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị Thi Nhung. Anh cảm nhận được tâm tư tình cảm của em, từng cử chỉ, từng những cái hành động của em. Em lôi cuốn cái người nghe và kể cả bản thân Mạnh Quỳnh luôn. Chúc mừng em. Em xin cảm ơn anh. Chúc mừng Hà Thúy Anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ cho em và cho em một con điểm số rất là cao trong cái tập này. Xin cảm ơn rất là nhiều. Suốt trong đêm trưa trên không gian mênh mang bay đến tìm nhau kéo về mầm mang theo mưa rông từng cơn bão bùng bao la vây quanh thân anh nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn theo đời
mình. Từng cơn gió lùa về một cây reo vi vu, tựa những tiếng than van hay xin mát suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh đen mênh mang, tìm nhau kéo về mang, mang theo mưa rông. Từng cơn bão bùng bò đào về quanh thân anh, nghĩa trang lạnh lùa. Em có cảm thấy hài lòng với cái phần dự thi vừa rồi của mình không? Em vui vì em hết mình trong cái đêm diễn hôm nay. Anh thích từ hết mình của em. Cảm ơn. Tổng kết lại 20 vũ công, có một cặp đôi đang ngồi làm thơ. Xin mời chàng và nàng đứng dậy cho biết ý kiến. Tụi em nhảy cảm giác là không có sướng làm cho em đi vô. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của hai thành viên từ các thành viên vũ công. Em còn được 18 điểm, xin được chúc mừng. Cảm ơn. Chúng ta sẽ đến với kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. 10, 8, 7. Ôi sao cái khoảng cách đó lạ nhờ. Điểm 10, Viu Long, anh Thảo. Cái quãng bài này nó rất là rộng, khi xuống thấp thì rất thấp mà lên cao thì rất cao. Cho nên là để thể hiện cái bài này nó sẽ rất là khó. Đó, cái điểm này là điểm khuyến khích của em dành cho Nghĩa. Xin cảm ơn anh Thọ. Và thưa quý vị, tổng số điểm của ban nhạc Quyền Năng là 70 điểm cộng với 18 điểm. Em được tổng số điểm là 88 điểm. Chúc mừng Hoàng Nghĩa. Cảm ơn ban nhạc. Xin mời sự chia sẻ từ thành viên ban giám khảo ạ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh thấy cái phần trình diễn này của em không có tốt cho lắm, nhưng mà em đã cố gắng hết sức, thì mong rằng em cũng còn cơ hội để chỉnh sửa cái khả năng của mình. Okay. Còn giám khảo Dương Triều Vũ thì sao? Vũ xin cảm ơn ban nhạc đã cho Vũ nghe một cái hòa âm mà nó sướng như vậy. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều luôn. Nhưng mà Nghĩa làm gần như là 80% là hoàn hảo rồi. Chỉ còn 20% nó thiếu thôi. Khi mà bạn sung lên á, bạn quên mất kiểm soát về cao độ cũng như là về nhịp. Cảm ơn Dương Triều Vũ. Chúc mừng Hoàng Nghĩa. Điểm số như vậy là đối với mình nó rất là hợp lý, nó phản ánh đúng những gì mình thể hiện trong đêm nay. Thưa quý vị, và để tăng thêm phần hấp dẫn, sự đa dạng và phong phú sau này khi rời chương trình, các thí sinh đã có thể tham gia được những chương trình thiếu nhi, chương trình bất kỳ chương trình nào, và khả năng diễn xuất có thể làm diễn viên điện ảnh, vừa ca nhạc vừa diễn xuất. Cho nên chúng tôi sẽ chia ra làm hai nhóm và thử thách bằng một cái điều mà họ có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất, tài năng thể hiện, hoặc là giả làm con vật thể hiện sự duyên dáng nhất. Và quý vị biết không, sau phần này, trong số 5 thí sinh đó, ban giám khảo của Quyền chọn và tặng cho một người duy nhất được 10 điểm. Và bây giờ nhóm thí sinh đầu tiên của chúng ta, 5 người sẽ thể hiện như thế nào với phần thử thách của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta có những con vật rất là dễ thương. Đây là con gì vậy? Con gấu trúc. Con gấu trúc, chúi cha. Con này là con gì? Cạp, cạp, cạp. Còn đây là con gì? Dạ, con voi con màu xanh à. Còn đây là con gì mà coi hùng hổ quá vậy? Dạ, nhưng mà em là con báo. Còn con này con gì mà có sừng vậy nè? Con là con trâu.
Con màu đỏ. Thưa quý vị, các thí sinh chúng ta phải thể hiện làm tính cách của con vật làm sao cho thật là giống, mà đến nỗi các em bé phải công nhận đó là con vật đó. Điều vậy thì mới được điểm 10. Ráng lấy điểm bằng giám khảo nha. Tập trung tư tưởng nha. Mình hát bài hát được mang tên Chú Nhồi Con. Yeah. Vườn thú quá dễ thương này. Thưa quý vị, xem là ban giám khảo sẽ cho điểm con vật nào 10 điểm. Em thấy như con báo á. Tôi thấy con voi con nó không có làm nhiều nhưng mà nó chỉ như vậy thôi có đủ vui. Mua thấy con voi rất là dễ thương. À hả? Con bà kia là không phải là vịt nha, là con gà mà sao quạt quạt mà sao. Bây giờ ba người quyết định con nào. Và cuối cùng ba anh em đã chọn ra một con vật mà thấy dễ thương nhất trên sân khấu nãy giờ, đó chính là con voi. Chúc mừng con voi con ở bản đồ. Xin cảm ơn các con vật của chúng ta nha. Mình chào khán giả đi mấy con. 1, 2, 3 chào. Chip 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 chip. Mấy con đi vô ha, để chú mời các nhân vật khác nha. Xin cảm ơn mấy con. Con voi phải bò vô con. Bò vô. Bò vô. Và thưa quý vị, năm nhân vật tiếp theo. Chắc quý vị cũng đã biết đây là những nhân vật nào. Hãy tự giới thiệu tên mình. Tôi là thần sống Tho đây. Còn đây là... Em nhìn anh Tho, anh đập cái mà không xi nhê. À, em là Húc. Người không lo xanh. Đây là ai? Còn đây là Spider Woman. Còn đây ai mà khủng khiếp vậy? Tôi là Iron Woman. Ban nhạc chuẩn bị 3, 2, 1. Hey. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim cụ đâu mát. Hải âu ơi, lơ 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 lơ. Cùng bay nào, gió trời đất bay. Cùng bay nào, cùng bay nào, gió trời đất bay. Trái đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Đi tôi cọp chết. Ban giám khảo bàn bạc thống nhất cho điểm. Tôi chọn Hà Thí Âm. Anh Quỳnh rất là thích cái sự nhiệt tình của em mà lăn lộn trên sân khấu như vậy, không có ai làm được, chứ là phụ nữ. Như vậy ban giám khảo quyết định cho thí sinh nào. Bây giờ tôi quyết định con siêu nhân này nhất là siêu nhân này. Yes. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả cũng như đặc biệt là ba vị giám khảo sẽ xem lại 10 tiết mục của chương trình hôm nay. Cơ sao
này kim nhớ sao sầu này kim ai thương em hơn anh mà tìm nhớ sao hỏi này kim hết ngày âu lo rồi mong mai hôm nay về thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh. Tuổi em đi lấy chồng, trông nhớ đục chiều phận gái sang sông. Billie Jean, not my lover. She just a girl who claimed that I am the one, but I can't, it's not my song. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời. Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi, thế nghĩa là yêu quá đi mất rồi, và nghĩa là cô là tất cả, cô là tất cả của đời tôi. Xưa thật là xưa, tôi xin mời quý vị dành những tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón trở lại 10 thí sinh đi trên. Ok, xin mời. Thưa quý vị, bảng điểm của 10 thí sinh chương trình ngày hôm nay như sau. Y Thành 87 điểm, Hoàng Nghĩa 88, Phúc Lâm 95, Quỳnh Anh 97, Quỳnh Trang 99. Và thưa quý vị, 5 số điểm còn lại thuộc về Hồng Gám Tròn 100 điểm, Như Trang 104, Mỹ Ngọc 104 đồng điểm, Lê Thái Sơn 106, Hà Thúy Anh được cộng 10 điểm cho nên vượt lên 116 điểm. Chúc mừng! Thưa quý vị, và số điểm vừa rồi đó là có cộng thêm 10 điểm trong phần tập thể của điểm thử thách. Hai thí sinh được cộng điểm chính là Hà Thúy Anh và Quỳnh Trang. Còn bây giờ, xin mời ban giám khảo sẽ quyết định 10 điểm tặng ai. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với Mạnh Quỳnh thì cái thí sinh mà đã chiếm trọn cảm tình của Mạnh Quỳnh không ai khác là người hát Biển Cả. Chúc mừng, bạn đã nhận thêm 10 điểm. Hà Thúy Anh ơi, xin mời tiếp tục với giám khảo Phi Nhung. Mười điểm của Phi Nhung trân trọng gửi đến cho bạn Như Trang. Chúc mừng, 10 điểm từ giám khảo Phi Nhung. Và cuối cùng, giám khảo Dương Triệu Vũ. Hôm nay phải nói là tiết mục nào cũng tuyệt vời hết. Thiệt sự giống như là coi một buổi ca nhạc vậy chứ không phải là một buổi thi đấu nữa. Vũ sẽ dành 10 điểm này cho em Lê Thái Sơn. Chúc mừng Thái Sơn 10 điểm. Thưa quý vị, thí sinh cao điểm nhất tuần sau sẽ có 10 điểm và họ sẽ hiên ngang hát mở màn. Hãy xem kìa, người ấy ở đâu. Chúc mừng Hà Thúy Anh 126 điểm. Thưa quý vị, cũng xin lưu ý tất cả những số điểm ngày hôm nay sẽ xóa trong tuần tiếp theo, có nghĩa là chỉ duy nhất Hà Thúy Anh vào vòng sau có sẵn 10 điểm. Còn bây giờ, điều quan trọng là
hai thí sinh thấp điểm nhất sẽ phải hát một bài song ca của nhạc sĩ Đức Huy, Đừng Xa Em Đêm Nào. Chúng tôi xin mời 8 thí sinh còn lại về vị trí an toàn. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, ca khúc được chọn song ca không phải là nam nữ mà hai chàng trai, và không có em nào muốn xa anh Huy, bởi vì xa anh Huy đêm nay cũng có nghĩa là giả từ chương trình. Hãy cho tràng pháo tay cổ vũ cho Y Thanh và Hoàng Kia. Xa em đêm nay khi ánh trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói em sẽ ở đây. Đừng để một mình anh nơi chốn này. Hãy ôm anh trong tay cho anh biết em cần anh, và hãy nói em vẫn yêu anh. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lặng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm dù em rất vui. Đời anh vắng lành và em đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm rồi vào tim em. Những sao xuyên đã ngủ quên. Đường xa em đêm nay khi ánh trăng qua hàng cây, đường xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho anh biết hết ngày mai. Đường xa em, đường xa em đêm nay. Đường xa em, đường xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Thưa quý vị, đây là kịch trong kịch. Trên sân khấu nhỏ, hai chàng trai không muốn xa người anh trai của mình. Trên kia, một chuyện tình khác của hai chàng trai cũng không muốn xa nhau. Mà có lẽ đây là một kỷ niệm đẹp đối với nhạc sĩ Đức Huy trong cuộc đời. Chưa bao giờ bài song ca này lại được có một bố cục lạ như thế. Thưa quý vị, và chuyện vì đến sẽ đến. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Quỳnh cảm giác như cái tim mình nó muốn rớt ra vậy đó. Nhất là thấy những hình ảnh hai bạn song ca với nhau thế này sẽ không bao giờ tái diễn lại lần thứ hai. Sự trình bày của hai bạn vừa rồi thì Mạnh Quỳnh xin đặt niềm tin vào Hoàng Nghĩa. Chúc mừng một phiếu từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời Dương Triệu Vũ. Bây giờ phải rơi vào cái tình trạng mà một trong hai người phải ra đi thì làm cho Vũ cảm thấy rất là khó xử. Vũ sẽ tặng cho Thanh Thiếu. Ok. Trời ơi, Phi Nhung phải đứng giữa con đường lựa chọn, sẽ chọn Hoàng Nghĩa hay Thanh tiếp nối chương trình. Hãy nói đi Nhung, dù tan nát cõi lòng. Với Phi Nhung thì Nhung đều yêu mến
mến cả hai bạn luôn. Bạn nào cũng có một cái sự đặc biệt riêng hết. Nhung chọn cái giọng mạnh mẽ, Nhung chọn Hòa Nghĩa. Hòa Nghĩa, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta sẽ mời 8 thí sinh trở lại chia tay với Tiến Anh. Chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Đường xa em đêm nay, khi bóng trăng qua hàng cây. Đường xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, cho em khi bác nghe buồn hơn. Anh khát khao yêu thương. Thank you.